Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, ngày 20 tháng 5 2021. Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, ngày 20 tháng 5 2021. Thưa chị em, mỗi ngày thứ năm chị em nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Hồng Y Giám Mục, Linh Mục Tu Sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ đã qua đời vì COVID-19. Như là bên Ấn Độ đã có 2 giám mục và 20 linh mục chỉ trong thời gian vừa qua đã qua đời vì COVID-19. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ chương 20 câu 30 đến chương 23 câu 6 đến câu 11. Bài chi sách Công vụ Tông đồ. Hôm ấy, vì muốn biết chắc chắn người Do Thái tố cáo ông Phaolô về điều gì, vị chỉ huy cơ đội tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại. Rồi ông đưa ông Phaolô từ đồn xuống để ra trước mặt mọi người. Ông Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-siêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-siêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-siêu. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế thì người Pha-ri-siêu và người Sa Đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa Đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần. Còn người Pha-ri-siêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy." Hai bên chống đối gay gắt, đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa đến bên ông Phaolô và nói: "Hãy vững lòng. Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa." Đó là lời Chúa. Mình chăm lập lại câu đáp: "Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con trinh Ngài nắm giữ. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường lòng dạ nhăn nhu con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiu chung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sông, trước thanh nhan ôi vui sương tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi." Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: "Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai con." Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 17 câu 20 đến câu 26. Gioan 17, 20 đến 26.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được biết hoàn toàn, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, thường hai người đang thù ghét nhau. Nhưng mà nếu có một người thứ ba là kẻ thù chung của hai người, thì hai người này sẽ đoàn kết với nhau để chống lại kẻ thù chung. Đúng không? Ví dụ ba chị đây, hai chị này đang là chị A với chị B đang là bất hòa với nhau. Nhưng mà chị A cũng ghét chị C, chị B cũng ghét chị C. Có một kẻ thù chung là C, thì A và B sẽ hợp tác với nhau để bụp cái thằng C này. Bụp thằng C xong rồi sao? Bụp thằng C xong rồi sao? Thằng A, B lại quay lại bụp nhau tiếp. Thế thôi. Thế thôi thưa anh chị em. Ông Phaolô, ông biết chuyện này. Ông biết chuyện này. Ông biết rằng là thượng hội đồng mà tố cáo ông ấy thì có hai nhóm, gọi là nhóm Sa Đốc và nhóm Pharisêu. Hai nhóm này không có ưa nhau. Sa Đốc thì không tin có sự sống lại, không tin có đời sau. Còn Pharisêu thì tin có sự sống lại, tin có đời sau, tin có thiên sứ quỷ thần. Sa Đốc và Pharisêu không ưa nhau. Nhưng mà bây giờ có chung một kẻ thù là Phaolô. Vì Phaolô đã rao giảng Đức Giêsu mà cả Sa Đốc lẫn Pharisêu đều không ưa Đức Giêsu. Cho nên bây giờ Phaolô lại dám rao giảng về Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ vân vân. Thì hai này nó cùng chống Phaolô, cùng chống Chúa Giêsu, nó mới hợp tác với nhau trong thượng hội đồng. Hai bên hợp tác với nhau để chống lại Phaolô. Phaolô biết. Bây giờ khi mà đưa ra thượng hội đồng, vì cái ông chỉ huy cơ đội ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại để đưa Phaolô xuống cho họ xử. Thì Phaolô biết rằng nếu mà để cho họ xử mà hai, người ta có nói rằng hai đánh một không chột cũng què. Bìa để hai này mà nó hợp nhau lại đánh mình là thua. Phaolô thua chắc. Cho nên Phaolô biết rằng bây giờ chỉ có cách là làm cho hai này nó đánh nhau là mình thoát. Mà đánh nhau thì Phaolô biết rằng hai này nó không ưa nhau vì cái giáo lý nó khác nhau. Mà nó tố cáo Phaolô thì nó tố cáo một cái tội chung mà cả hai đều đồng ý, là dám xưng mình là con Thiên Chúa. Dám xưng, ông là người thường mà dám xưng là con Thiên Chúa trên tội lộng ngôn. Vì thế mà Phaolô, anh chị em nghe này, ông lớn tiếng giữa hội nghị. Phaolô biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Sa Đốc, còn phần kia thuộc phái Pharisêu. Nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị rằng: Thưa anh em, tôi là người Pharisêu, thuộc dòng dõi Pharisêu, tức là phe với một nhóm này đúng không? Nhưng mà chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Đưa ra cái vấn đề mà hai
nhóm không đồng ý với nhau. Một bên thì tin có kẻ chết sống lại, bên không tin có kẻ chết sống lại. Mà Phaolô nói trước luôn, tôi bị đưa ra xét xử vì lý do là hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại. Vừa nghe mà nói chuyện mà kẻ chết sống lại là Sa Đốc điên lên, vì không tin kẻ chết sống lại, không tin có đời sau, cho nên chống. Mà Pha-ri-siêu thì bênh, vì đó là niềm tin của Pha-ri-siêu mà. Cho nên ông vừa nói thế thì Pha-ri-siêu và Sa Đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Vì Sa Đốc chủ trương rằng chẳng có sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần, còn Pha-ri-siêu thì tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy người kinh sư thuộc phái Pha-ri-siêu mới đứng lên phản đối mạnh mẽ, rồi bắt đầu bênh Phaolô. Chúng tôi không thấy người này, trước thì chống, mà bây giờ vì chống thằng Sa Đốc cho nên là phải bênh Phaolô. Vì thế mà nói rằng là tôi thấy người này không có gì là xấu, biết đâu là một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy chăng. Và Sa Đốc nghe vậy là đi lên lại chống mạnh hơn nữa, đến mức độ mà hai bên chống đối gay gắt đến lúc mà vị chỉ huy sợ rằng người ta sẽ xé xác ông Phaolô ra. Ghê thật. Mấy ông cũng giữ đâu bằng mấy bà đâu. Mấy bà cãi nhau bảo bà xé xác mày ra. Và tưởng mấy bà mới chuyện mới nói đến chuyện xé xác chứ phải không? Mấy ông cũng không có vừa đâu nha mấy ông. Đến lúc vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô ra, cho nên mới ra lệnh cho lính lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa ông về đồn. Phaolô thoát một cái bàn thua trông thấy, rất ngoạn mục. Phaolô hay chứ, anh chị thấy hay không? Quá hay chứ. Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan như con rắn là như vậy, đơn sơ như bồ câu nhưng khôn ngoan như con rắn. Để biết xử lý tình huống này thì phải xử như thế này, tình huống kia thì phải xử như thế kia. Sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, biết sử dụng cái đầu óc của mình, biết suy nghĩ. Vì Chúa nói rằng khi họ đánh ở thành này thì trốn sang thành kia mà. Chứ đâu phải đánh được đưa đầu ra cho họ đánh đâu, không có đâu. Còn khi nào mà cần phải tuyên xưng là có bỏ đạo không thì không. Bước qua thánh giá không? Không. Có chối Chúa không? Không. Lúc đó phải tuyên xưng công khai, chết thì chết. Còn những lúc không cần thiết, Chúa đâu bỏ mình hy sinh một cách vô ích phí quân đi làm cái gì. Bắt thành này thì trốn sang thành này, bắt thành này thì trốn sang thành kia. Mà rao giảng mà nó không chịu nghe thì phủi bụi chân mà đi. Ở đó mà giảng mãi nó đi tiết đập cho làm cái gì. Nó cố tình nó không nghe thì thôi. Cố tình không nghe thì thôi. Và Phaolô bảo tôi vô can rồi, tôi đã lấy hết sức rồi, tôi lấy rơi lệ rồi mà tôi khuyên bảo rồi cơ mà. Cho nên Phaolô dùng cái thuật để cho tự hai bên gây chia rẽ với nhau. Hai đứa đang đoàn kết với nhau mà chơi vào một cái là hai bên đâm nhau. Vì thực sự ra đồng minh là chỉ đồng minh giai đoạn thôi. Vì thằng nào cũng lôi về để mà có lợi cho mình thôi. Thế chẳng phải là lợi ích chung của cả hai. Mà vì kẻ thù chung của cả hai và hai người hợp tác với nhau không phải là vì lợi ích chung, mà vì kẻ thù chung. Mà cũng không phải hai người hợp tác với nhau để mà mình biết giúp người kia giúp người nọ. Không có lòng thương xót trong đó. Mà chỉ vì là cái lợi ích của cá nhân mình, hoặc là để trả thù cá nhân mình mà thôi. Cho nên nếu một cái sự hợp tác như vậy không chóng thì chảy, nó cũng tàn. Khi mà kẻ, nãy tôi nói, khi mà kẻ thù chung không còn nữa thì hai bên lại quay lại đấu đá với nhau. Cái sự chia rẽ nó từ nằm bên trong rồi. Cái sự hiệp nhất nó không có. Mà nó chỉ là chính trị thôi. Mà nó chỉ là chiêu bài thôi. Mà nó chỉ là đóng kịch thôi. Để mà bắt tay nhau giết được thằng kia rồi tới chúng mình tính với nhau xong. Phaolô biết được chuyện đó. Cho nên Phaolô chẳng dạy gì mà đưa ra chuyện là tại vì tôi xưng mình là con Thiên Chúa cho nên nó giết tôi thì là chết chắc, cả hai nó đập liền. Thì nêu ra cái lý do là vì niềm hy vọng vào kẻ chết sống lại, mà một trong hai thằng ấy đâu chịu cái đó. Mà này thấy vậy thì phải bênh thôi. À được đó, đúng rồi đó, kẻ chết sống lại hy vọng chứ sao không. Vậy thì này nó không có lỗi gì đâu. Sở Đốc đi lên, không có lỗi à, không có lỗi à,
bà xé xác mày ra chứ không có lỗi à. Hay không? Hay chứ. Nên cho cuộc sống đôi khi chúng ta cần xin Chúa cho mình có cái sự khôn ngoan để biết xử lý tình huống. Trong cái sự khôn ngoan, đừng có nhiều thì cứ anh hùng rơm quá. Hiểu không ạ? Đói mà còn cứ sĩ, cho thì không thèm nhận, không thèm ăn. Không cần, này đâu thèm đâu, thèm gần chết rồi, không cần gì. Thôi thì cứ khiêm tốn mà nói dạ cảm ơn, cho em xin. Mày khiêm tốn vậy, vậy người ta thương, cứ cho em xin là được rồi. Người ta có giận mình, có ghét mình, nó chửi mình cũng giận, cho em xin. Cái xin gì không biết, cứ xin là ta khoái rồi. Nhá, mình xuống một tí là được rồi. Thế thì khi người ta không hạ mình, hai bên cương nhau, chẳng bên nào chịu bên nào và không bao giờ có hiệp nhất nếu mà không bên nào chịu nhường bên nào. Không bao giờ có đối thoại được nếu không bên nào chịu nhường bên nào. Tôi thấy những người muốn đối đầu với mình, muốn đương đầu với mình chẳng nói năng, cứ im lặng. Cả muốn nói chán thì thôi, khỏe. Thế vì khi mình đối đầu với họ, mẹ tôi dạy tôi, đó là bài học mẹ tôi dạy. Mày nói với nó thì mày ngang hàng với nó, mày có hay gì đâu. Tôi thấy mẹ tôi, thấy bà hàng xóm bà chửi mẹ tôi, chẳng thấy mẹ tôi cãi gì. Mẹ tôi cứ ở nhà, xong rồi hồi đó có cái đài radio, mẹ tôi cũng mở to để tai nghe. Bà hàng xóm bà chửi, từ sáng trưa, bà ăn cơm xong trưa đến chiều bà chửi. Mai bà chửi tập 2, mốt bà chửi tập 3, mẹ tôi cứ nằm võng để radio tai nghe. Thế tôi bảo sao mẹ không nói lại. Mình nói lại với người thì mình ngang với người ta thôi. Kệ, nó nói chán nó thôi. Mà thực sự bà nói được đúng được tuần tam nhật. Tưởng bà làm tuần cửu nhật chứ. Không làm tới tuần tam nhật là hết sức rồi. Thôi. Thì mẹ tôi nói là mày đứng chấp với người ta, mày nói với người ta thì mày cũng như người ta thôi. Cho nên bây giờ, từ hồi mà tôi đi làm con đường lòng Chúa xót, tôi bảo với anh em tôi là kệ họ nói gì, tôi nói con đừng trả lời. Mạng họ muốn nói gì, nói khen cũng vậy, mà chê cũng vậy, kệ. Đừng có thấy khen mà hứng hở, chết đấy. Có khi nó dụ mình trong hang, mà mình đang nấp trong hang mà. Nó lấy kiến mà, nó lấy gì dụ? Lấy mật phải không? Mật dụ. Cho nên ta nói rằng, ông nói độ mà kiến ở trong hang, nó ngoài bò ra. Nó hay nếu độ mà kiến trong hang, nó bò ra. Thế thì, có khi người ta khen mình để người ta dụ mình lóc ngó cái đầu lên. Mà ngó đầu lên là, dụ mình ra khỏi hang là nó đập. Vậy thôi. Đừng thấy người ta khen mà phấn khởi. Mà đừng thấy người ta chê mà nản chí. Thấy người ta chê là thì biết rằng là họ đang đắc thắng. Họ đắc thắng mà mình cứ để cho họ đắc thắng thì họ thắng mãi, họ thôi họ chán chứ. Thắng mãi rồi cứ vỗ tay mãi. Cái thằng vỗ tay cũng mỏi tay. Không đâu. Thôi cũng làm cho tuần tam nhật thì vỗ tay tuần 9 nhật, tuần 9 ngày là cũng mỏi tay, cũng bỏ tay xuống thôi. Thế thôi, cứ để họ cho đắc thắng đi. Thì follow cho người ta thấy rằng là khi con người ta không có thực lòng, người ta không có bền đâu. Mà đó là điều mà Chúa Giêsu cầu nguyện rằng, lạy cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha để họ cũng ở trong chúng ta nữa. Như vậy thế gian tin rằng cha đã sai con, phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Hai lần câu xin nên một. Con ở trong họ và họ ở trong con để họ được hoàn toàn nên một. Có mấy câu mà tới ba lần cầu nguyện để nên một. Cha và con, cha, con và chúng ta được nên một với nhau. Mình được nên một với nhau như cha và con nên một với nhau. Và mình chỉ có thể nên một với nhau khi mình được, tất cả chúng ta còn cùng được nên một trong cha. Và được nên một trong cha cũng nghĩa là được nên một trong con. Đó là điều mà giáo hội ngày hôm nay tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Và thế giới ngày hôm nay cũng cầu nguyện cho cái sự hiệp nhất vì bây giờ nước nào cũng chuẩn bị vũ khí hết rồi. Bên nào cũng tàu ngầm, bên nào cũng vũ khí hạt nhân, bên nào cũng có bom nguyên tử vân vân hết rồi. Đụng phát là chơi liền. Thì cái sự hiệp nhất nó mong manh vô cùng. Người ta ngồi trong bàn hội nghị, ta nói với nhau lời hiệp nhất nhưng mà chỉ trên quyền lợi của nhau thôi.
khi nào mà họ có quyền lợi thì họ chịu, mà khi nào mà quyền lợi họ bị mất là họ bắt đầu họ đấu tranh vì quyền lợi của nước họ, của cá nhân họ. Như vậy thì không có hiệp nhất được, không thể hiệp nhất được. Hiệp nhất mà ai cũng giành phần thắng, hiệp nhất thế nào? Hiệp nhất mà ai cũng giành phần lợi, hiệp nhất thế nào? Hiệp nhất mà ai cũng đòi nổi tiếng, cũng có mỗi cái phần giải giải hạng nhất mà hai người cùng giành thì làm sao đây? Hả? Hoa hậu thì cũng chỉ có một hoa hậu, còn hai á hậu chứ. Nói đâu mà ra hai hoa hậu bây giờ? Mà nếu hai hoa hậu thì cũng chẳng còn là hoa hậu nữa. Thế thì người ta cứ giành nhau vì danh, vì lợi, vì quyền. Cho nên những cái đó nó làm cho người ta không thể hiệp nhất thực sự với nhau được. Chỉ khi nào người ta hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót của Chúa thôi. Người ta thấy rằng có Chúa là có tất cả. Có lòng thương xót Chúa là tôi chẳng cần gì cả. Cho nên chẳng cần phải tranh hơn tranh thua, chẳng cần phải đấu đá với nhau, chẳng cần phải giành phần thắng về cho mình. Chỉ lúc đó mình hiệp nhất được với nhau. Cho nên tôi nói với các anh em, họ muốn hơn thì cứ để họ hơn đi, chả chấp làm gì. Họ muốn nói cứ để họ nói đi, chẳng chấp làm gì cũng không. Nhưng con không chịu được, con đi lễ con nghe là con điên lên. Khổ vậy. Đi lễ mà nghe là muốn điên lên, bảo cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Khổ vậy. Cho nên là giá mà được những người mục tử như là Phaolô, thưa anh chị em, dám sống chết vì đoàn chuyên, dám chỉ một lòng một dạ là chăm lo cho đoàn chuyên, không để cho sói nó vào, nó gây chia rẽ cho đoàn chuyên, gây chia rẽ đoàn chuyên ra. Còn đây có khi mình còn rước sói về để nó xé nát đoàn chuyên của mình ra. Có khi còn như vậy nữa. Ác như thế đó. Cho nên tất cả những điều mà Chúa Giêsu tha thiết mong ước là con và cha nên một như thế nào thì xin cho chúng đó, họ đó, con chiên của họ, của con đó, cũng được nên một như con và cha là một với nhau. Và khi nó nên một với nhau như vậy thì nó đang ở trong cha và cha cũng ở trong họ và con cũng đến và ở trong họ nữa. Thế một cộng đoàn mà người ta hiệp nhất được với nhau, một cộng đoàn mà chỉ có một lòng thương xót thôi, không có cái gì khác. Mà đó là điều chúng tôi mơ ước. Lại nói về giấc mơ ốc đảo lòng thương xót. Nơi đó mọi người sống với nhau như anh chị em với nhau. Mà ở những nước khác họ đã làm rồi, những thành phố gọi là Agape đó, thành phố của sự hiệp nhất, của yêu thương. Nơi đó một những cộng đoàn là những người giáo dân, có khi cả linh mục tu sĩ họ đến sống với nhau, nam nữ không phân biệt già trẻ, dần ngồi sang nhà sống trong một cái làng, trong một cái thành phố nhỏ để mọi sự lầm của chúng. Khi tôi sang Israel cũng có những ngôi làng người ta sống với nhau như vậy để mọi sự lầm của chúng. Nhà không có khóa cái gì hết. Và người ta làm theo cái sức và hưởng theo cái nhu cầu. Anh có sức nhiều thì anh làm nhiều. Mà anh có nhu cầu nhiều thì anh hưởng nhiều. Không có ai tranh hơn tranh thua với nhau cả. Nhà này sang nhà khác chơi người. Họ đi qua đi lại giống như là một đại gia đình. Nó đang làm được những cái đó. Việt Nam mình chưa nơi nào làm. Tôi vẫn mơ rằng có một ốc đảo lòng thương xót. Nơi mà người ta hiệp nhất nên một với nhau như vậy. Chỉ có một tấm lòng thôi, lòng thương xót. Rồi anh em mình ở với nhau, sống chung, chia cơm, xẻ áo với nhau. Rồi có cái vườn. Anh nào biết làm vườn ra làm vườn. Anh kia chuyên môn câu cá, ra câu cá. Anh này chăn vịt, nuôi gà, chăn gà. Rồi mình tự mình tay làm, mình hàm nhai. Không có ăn bám vào ai cả. Đất rộng rãi mênh mông đó, cứ vậy mà làm. Rồi chiều về nấu cơm chung, chia sẻ với nhau. Ban ngày thì đi phục vụ nhà thờ, quét dọn, cái hát, ai ca đoàn thì hát ca đoàn, ai trật tự hát trật tự, ai trật tự, còn ai lo phục vụ thì lo phục vụ, ai lo vệ sinh, rồi chiều về rồi mọi người về rồi, anh em mình quây quần với nhau, chung quanh một lũy tre, như lũy tre làng vậy, nhưng mấy nhà không có nhà cao, nhà không có nhà cao nhưng mà cửa thì rộng, thế là nhà cao, cửa rộng, nhà không cao, cửa rất rộng. Có khi chẳng cần cửa nữa. Cứ vậy sống vui vẻ với nhau, chăn hòa với nhau. Tại sao không nhỉ? Tại sao mình không được? Sao không làm được? Những con người nào muốn sống như vậy, chúng tôi mời đến sống chung với nhau. Chỉ một cái lòng thương xót và đi phục vụ anh chị em mình. Và thợ thì đáng ăn công thôi. Mình bỏ công sức ra mình làm. Rồi chiều về mỗi người làm việc.
Ai có sức nhiều thì làm nhiều, ai sức yếu thì làm việc nhỏ. Được không? Vui không? Hạnh phúc không? Tại sao không? Ốc đảo lòng thương xót, nơi mà người ta hiệp nhất được với nhau, nơi người ta chỉ có một lòng thương xót. Thế công việc là phục vụ lòng thương xót, loan truyền lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính cái cuộc sống hiệp nhất của anh chị em. Người ta sẽ đến và người ta sẽ vô cùng ngạc nhiên, sẽ thấy được là một cộng đoàn đúng nghĩa lòng thương xót Chúa. Điều mà Chúa Giêsu khao khát nhất là xin cho họ được nên một với nhau. Ở đó, cha, cụ, thầy, sơ, anh em gì, giàu nghèo, sang hèn, và có thể cả những người ngoại đạo nữa, cả những người xì ke ma túy nữa, họ, cả những cô gái hoàn lương nữa, sống với nhau, chia sẻ với nhau được không? Được chứ ạ? Được không? Tham gia không? Ai giờ tham gia giơ tay? Úi, sao giơ tay nhiều thế? Xin mời nha, mời chị em đến với lòng thương xót Chúa để mình được nên một với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần 2021. Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần gồm 9 ngày. Năm nay bắt đầu từ thứ Sáu 14 tháng 5 đến thứ Bảy 22 tháng 5, trước Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 23 tháng 5 2021. Ngày thứ Bảy trong tuần Cửu Nhật, tức là thứ Năm 20 tháng 5 2021. Đón nhận đặc sủng của Chúa Thánh Thần, cầu cho sự hiệp nhất. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 12, câu 1. Câu 4 đến câu 11. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích lợi chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Hôm nay, ngày thứ Bảy của tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần giúp con khao khát đón nhận các đặc sủng để phục vụ.
và thực thi bác ái với anh em của con trong sự khiêm nhường. Con xin là khí cụ nhỏ bé của Chúa để mang tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết trân trọng đặc sủng Chúa ban cho anh em con, mà không vì ghen ghét mà dập tắt thần khí Chúa nơi anh em. Xin cho con biết đón nhận sự khác biệt của anh em con, mà không ganh tị, phân biệt, loại trừ nhau, để có thể sống hiệp nhất trong đa dạng. Mời cộng đoàn cùng hát Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Ngự Xuống Trên Chúng Con. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa Ngự Xuống Trên Chúng Con. Con hồng ân trang Chúa chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đời trong Ngài soi sáng và liên lòng hầu mong. Chúa Kitô, anh nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lời nguyện cho sự hiệp nhất. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài được sai đến để ở với chúng con. Ngài là ân huệ cao cả từ trời ban xuống cho chúng con, để chúng con được mạnh sức vượt qua mọi thử thách cám dỗ. Xin Ngài ban niềm an ủi, sức mạnh, lòng tin cậy mến cho chúng con. Chúa là nguồn sức mạnh, niềm hy vọng và cậy trông cho chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến giúp chúng con sống hiệp nhất và yêu thương. Xin cho chúng con biết ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn lại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho chúng con sức mạnh để hòa giải với nhau về những sự khác biệt, hiểu lầm, chia rẽ, chống đối, hận thù đang xé nát thân mình Chúa Kitô, hầu chúng con có thể được Ngài chữa lành các vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn và thân xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mời cộng đoàn đọc chung lời cầu nguyện. Xin đến với con, hỡi thần khí tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí sự thần của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cầu Chúa, con yêu Chúa,
và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần đã kết thúc. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Sống đúng, sống đẹp, thứ năm 20 tháng 5, 2021. Xin dâng mẹ chọn cuộc sống của chúng con. Xin dâng mẹ bao ngày qua cùng bao nhiêu khó nhọc. Dù hôm nay gian nan con mang, nhưng con xin mẹ, nhưng con xin mẹ cùng đi. Sống đúng, sống đẹp, thứ năm 20 tháng 5, 2021. Ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Ơn hiểu biết. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, bắt đầu từ ngày thứ sáu 14 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy 22 tháng 5. Hôm nay đã là ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau suy niệm của Đức Thánh Cha Francisco về một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, đó là ơn hiểu biết. Anh chị và các bạn nào muốn theo dõi từ đầu thì xin mở qua YouTube hoặc Facebook Tiếng Thác.net. Bắt đầu từ ngày thứ sáu 14 tháng 5, ngày thứ nhất trong 9 ngày kính Chúa Thánh Thần. Ơn hiểu biết. Chăm sóc cho tạo vật chính là bảo vệ món quà của Thiên Chúa. Và thưa cùng Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa. Con là người gìn giữ tạo vật, nhưng để làm cho nó tiến lên, chứ không bao giờ hủy diệt món quà của Thiên Chúa. Đó phải là thái độ của chúng ta đối với tạo vật, gìn giữ nó. Vì nếu chúng ta hủy diệt tạo vật thì chính tạo vật sẽ quay lại và hủy diệt chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã nói với nhau về ơn của Chúa Thánh Thần, ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn biết lo liệu. Bây giờ chúng ta nói đến một hồng ân khác của Chúa Thánh Thần, đó là ơn hiểu biết. Khi nói đến hiểu biết thì người ta nghĩ ngay đến khả năng của con người để hiểu biết thêm về những thực tại chung quanh mình và để khám phá ra các định luật chi phối thiên nhiên và vũ trụ. Ví dụ ta học thêm món này môn kia, thêm sự hiểu biết, và người ta nghĩ rằng đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Không phải chỉ là như vậy. Ơn hiểu biết từ Chúa Thánh Thần không bị giới hạn ở kiến thức của con người. Ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần không bị giới hạn ở kiến thức của con người. Có những người kiến thức khoa học kỹ thuật rất là lớn, rất là rộng, rất là sâu, nhưng hiểu biết về Thiên Chúa có khi tí xíu hoặc là không có gì cả. Vì vậy mà đừng có cho rằng là những người mà học rộng, tài cao, bằng cấp là những người có được ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần. Chưa hẳn là như vậy. Vì ơn hiểu biết
một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, đó là một ơn đặc biệt giúp chúng ta hiểu biết qua tạo vật. Qua tạo vật thì mình hiểu biết được sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa, cùng mối liên hệ sâu xa giữa Thiên Chúa với tạo vật. Đó mới gọi là ơn hiểu biết. Tôi xin nhắc lại, ơn hiểu biết, một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, đó là một ơn đặc biệt giúp chúng ta hiểu biết sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa, cùng mối liên hệ sâu xa của Ngài với tạo vật. Qua tạo vật, qua tạo vật mà mình hiểu biết được sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa và mối liên hệ giữa Thiên Chúa với tạo vật. Đấy gọi là ơn hiểu biết. Có những người hiểu biết về tạo vật nhưng mà dừng lại đó thôi. Những bác học vô thần thì dừng lại ở chỗ hiểu biết tạo vật, nhưng mà quên rằng qua tạo vật thì mình thấy được sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa, và thấy được mối liên hệ của Thiên Chúa là đấng sáng tạo với tất cả những loài mà Ngài tạo nên. Phải hiểu được cái điều đó mới gọi là ơn hiểu biết phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em và các bạn, khi đôi mắt của chúng ta được Chúa Thánh Thần soi sáng, thì đôi mắt của chúng ta mở ra để chiêm ngắm Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ hùng vĩ của vũ trụ, và dẫn chúng ta đến khám phá ra rằng tất cả mọi sự nói với chúng ta về Thiên Chúa và về tình yêu của Thiên Chúa như thế nào đối với chúng ta. Cho nên có bài hát gì đâu, muôn tạo vật ơi cùng tôi hát ca một bài ca mừng Thượng Đế. Ta ran ta ran tan 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 ta ran ta ran tan tan ta ran tan tan ta ran tan 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 tan. Đại khái như vậy. Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài ngợi ca Thiên Chúa. Và chúng thấy có bài ca mặt trời chẳng hạn, rồi có những bài ca vũ trụ thiên nhiên này nói lên kỳ công của Thiên Chúa, và qua vũ trụ, qua vạn vật này, chúng ta nhận thấy quyền năng của Thiên Chúa. Đó là ơn hiểu biết. Vì cũng có những người cũng đi du lịch, khoe hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ nói, ồ, tôi được đi đến vạn lý trường thành, tôi được lên đến ngọn núi Everest, rồi tôi được lên đến Thụy Sĩ, vân vân và vân vân. Và người ta hãnh diện vì mình đi du lịch được nhiều nơi, đi tham quan được nhiều thắng cảnh. Nhưng mà người ta chỉ dừng lại ở đó thôi, dừng lại đó thôi, mà không đi lên một nấc cao hơn là wow, càng lên cao tôi càng thấy Thiên Chúa quả là tuyệt vời. Tôi thấy những công trình, ví dụ như người đi vô Vịnh Hạ Long, tôi dẫn một số em, các em thiện nguyện tín thác đi thăm Vịnh Hạ Long, thì đến đâu cũng thấy wow, công trình của Thượng Đế, bàn tay của tạo hóa, chỉ có Thiên Chúa mới làm được như này thôi. Con người không thể tạo nên được những thạch nham, những cái vô cái Vịnh Hạ Long, hoặc là vô những cái hang động. Mình thấy rằng đâu có bàn tay con người trong này. Cả ngàn năm trước, từ ngàn năm này qua ngàn năm nọ, rồi những bao nhiêu cái biến động, từ những cái chuyển động từ động đất, rồi thì đủ mọi thứ nó tạo nên cái điều này. Con trình chỉ, con người chỉ đến khám phá ra cái có sẵn. Tôi tìm thấy một cái kho báu nó có sẵn, chứ không phải tôi là người sáng tạo ra cái kho báu đó. Thì mình là người khám phá khác với người sáng tạo. Kho báu có rồi, tôi đến tôi tìm thấy, khác với tôi là người sáng tạo ra cái đó. Đó là công trình của Thiên Chúa. Thì các em và chúng tôi có khi dừng lại hát bài tạ ơn Chúa. Trong khi đó, những người khách du khách Việt Nam có, ngoại quốc có, đến quay phim, chụp hình đủ thứ hết. Và họ chỉ thấy ồ đẹp quá, ồ hay quá, ồ tuyệt vời quá. Mà họ không nâng lên cao một mức hỏi là ai làm ra cái đó? Ai tạo nên cái đó? Cho nên vô thần lắm cũng phải thấy cái gì đó chứ. Chúa ban cho con người có một cái đầu óc suy nghĩ tự nhiên, phải thấy được cái gì. Cái gì nó cũng phải có nhân quả cái đó chứ.
đâu có cái gì gọi là tự nhiên được. Người ta chỉ dừng lại, ồ tự nhiên nó như vậy. Tự nhiên là cái gì? Tự nhiên là thiên nhiên. Thiên nhiên, ai làm chủ thiên nhiên? Ai điều khiển cái vũ trụ này? Ai làm cho tất cả những cái biến chuyển này cả ngàn năm trước? Ai hiện diện để mà làm ra nó? Để ngày hôm nay hậu quả, kết quả là nó được như thế này. Đó là ơn hiểu biết đấy thưa anh chị em. Và Chúa Thần cho mình thấy đó để mình, wow. Anh chị đi Vịnh Hạ Long chưa? Đi đi có đến động người Phong Nha chưa? Mình thấy quá tuyệt vời. Hoặc là mình leo lên ngọn núi cao, đứng trên ngọn núi Chúa ở Vũng Tàu chẳng hạn, nhìn ra biển mênh mông đâu vậy, rồi nhìn lên mặt trời thấy mây. Hồi xưa còn bé hay thích ngắm nhìn trời mây phải không? Thấy ô này đang là hai ông tiên đang ngồi uống rượu, chốc mây nó thổi thổi bay bay, ô con ma cà rồng, chốc mây thổi bay bay, ô cái này cái vườn cây đủ thứ hết. Mà ngày xưa còn bé thì mình nghĩ rằng đó là thế giới của những đứa bé, đó là thật, có đúng không ạ? Chứ mình không bảo là mây hay là tưởng tượng gì cả. Không, tôi nhìn nó là đối với thế giới của đứa bé, nó nhìn cái gì, nó thấy cái gì, đó là nó thấy là thật, chứ không phải là tưởng tượng hay là gì cả. Vì trong cái trí tưởng tượng của nó, trí tưởng tượng nó phong phú, và lúc đó nó nhìn thấy là thật. Giống như là họ đang ngửa mắt lên trời nhìn thấy mây nó trôi, bảo là ông trời ông đang quay chung quanh mặt đất phải không? Đấy, mình cứ tưởng rằng thấy đất là trung tâm của cái vũ trụ này và mọi cái đều xoay quanh, thì mây nó bay, bay lơ lửng lơ lửng lơ lửng. Thì nếu mình nhìn những cái đó mà mình thấy được rằng là tất cả mọi sự nói với chúng ta về Thiên Chúa và tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, đó là ơn hiểu biết. Cho nên tất cả những cái tạo vật khi mình nhìn ngắm thì mình thấy một cái sự kinh ngạc, wow. Và từ cái sự kinh ngạc đó, mình đi đến một cái ý thức về lòng biết ơn. Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài ngợi ca đứng, và tạo dựng lên cái tạo vật này. Thấy được cái điều đó và đi đến lòng tạ ơn. Đấy là ơn hiểu biết. Biết bao nhiêu nhà khoa học, biết bao nhiêu người trí thức, biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu đại gia, họ cứ khoe họ đi du lịch chỗ này chỗ kia, mà họ chỉ dừng lại ở cái đó thôi. Có những người khoe con đi chỗ này, con đi du nước này, con đi nước kia, hoánh diện về cái đó, và chỉ dừng lại cái đó, mà họ là người công giáo đấy. Mà ơn hiểu biết không có. Cho nên chỉ dừng ở cái hãnh diện vì tôi là người có tiền, tôi được đi đến tận Roma, tôi được đến Vatican, tôi gặp Đức Giáo Hoàng, tôi sang Fatima, tôi sang Lộ Đức vân vân. Hãnh diện về những cái nơi mình đến. Nhưng mà nếu mà không có ơn hiểu biết thì sẽ không nhận thấy rằng là những cái nơi mình đến đó mình phải nhìn thấy được bàn tay của Thiên Chúa để mình ngạc nhiên và dâng lời tạ ơn. Đó là cái cảm giác mà chúng ta kinh nghiệm khi mình chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoặc bất cứ một sự ngạc nhiên nào. Mình thấy rằng đó là kết quả của sự tài khéo và sáng tạo của con người. Nếu không, ta chỉ dừng lại đó thôi. Công nhận cái tượng của Michelangelo khắc đẹp quá. Khắc về ông Moisen hoặc là những tượng mình ta đến Roma đi thấy tượng nó đẹp quá. Đôi khi mấy người cũng nói sao mà tượng ở nước ngoài nó làm nó có nét, nó có hồn như vậy, mà mấy tượng ở Việt Nam mình làm nó không có hồn. Biết thì sao vậy? Không biết. Việt Nam cũng là những người rất là khéo tay về mà khoa học kỹ thuật tiến bộ thì mình không bằng ai, nhưng mà về cái khéo tay Việt Nam mình ấy, là giỏi lắm ấy. Nhưng mà không hiểu sao mà những cái bức tượng mà mình điêu khắc ấy, cho tới bây giờ các anh em đi hành hương những nơi Việt Nam chưa thấy một bức tượng nào nó có hồn nó toát lên được rồi. Thế mà có một tượng thì khắc xong người ta bảo ông Thánh Giuse giống như cái ông điêu khắc ấy. Ông khắc ông chứ phải ông khắc Thánh Giuse đâu. Mình đúng thật nhìn chả thấy cái ông Thánh Giuse mà thấy đúng như cái ông điêu khắc như vậy, Thánh Giuse nữa. Ông khác ông chứ không khác Thánh Giuse đâu.
anh xem cứ thấy đi. Mà có thể là mình không đặt cái hồn vào trong đó chăng? Hay mình đặt cái số lượng nhiều hơn cái chất lượng chăng? Cho nên có những mà những nhà họa sĩ, nhà điêu khắc, những nghệ nhân họ nằm ngửa họ vẽ ở trần ở Điện Vatican chẳng hạn, cái bảo tàng viện, hết năm này qua năm khác. Tới lúc Đức Giáo Hoàng sốt ruột bảo bao giờ mới hoàn thành đấy, họ không biết. Với cả đời họ làm một cái bức tượng chẳng hạn, họ đặt hết cả hồn vào trong đó. Còn mình thấy tượng nhiều quá mà mình không nói về cái kích thước, cái cân đối của, phải có một cái cân đối. Có khi thì chân lại quá ngắn, có khi tay quá dài, khi đầu có năng muốn nói. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất bức tượng là cái gì? Là khuôn mặt. Đến một bức tượng mà mình nhìn mình thấy cầu nguyện được. Bây giờ tôi vẫn tiếc cái bức tượng mà ở dưới giáo điểm Tin Mừng Thú Thật. Ai cũng nói cái bức tượng nó có cái gì đó thiêng liêng. Mà đến nơi cầu nguyện nhìn khuôn mặt đó, Chúa đó, đúng khuôn mặt Chúa lòng thương xót. Một bức tượng lớn tôi làm ngoài trời, tôi không biết, ta bảo là đêm đâu một hay sáng của ai cầu đi đâu mất tiêu rồi, không biết em đi đâu. Tôi tiếc bức tượng mà anh chị em mình đến đặt tay lên, mà biết bao nhiêu người đến cầu nguyện Chúa đứng ngoài trời mà người ta có thể đến sờ chạm được Chúa. Đằng sau đó là cả một cái bầu trời nhìn rất là dễ thương, tự nhiên, không có gì nguy nga lộng lẫy của cái đài, thật là đơn sơ, Chúa đứng giữa dân người. Rồi sao người ta, tôi về rồi có người ta bảo là một hai giờ sáng đó, người chịu trách nhiệm cho ai đó đem hình bức cầu bức tượng đi đâu mất tiêu, không biết, được biết ở đâu, Chúa ơi Chúa ở đâu bây giờ. Còn tượng mà bên hông, tượng nhỏ hơn, mét 6, tượng đó đêm nào tôi cũng ra tôi cầu nguyện. Vui buồn sướng khổ Chúa bảo vệ, bao nhiêu cái sự giữ nó rầm rập nó đổ tới, Chúa vẫn cứ gìn giữ. Có lần một cái anh mát, anh bay qua cái hàng rào, nhảy một phát qua cái hàng rào, nhảy một phát nó lên đứng trên bức tượng luôn, đứng như cái đài, đứng sau lưng Chúa. Anh cứ giang tay ra, anh cứ Long ơi lên đây với cha, lên đây với ta. Lúc là 1 giờ sáng mới nhèm ra mà không ai dám lôi anh xuống, vì luôn xuống những té anh chết, để trên thường số não cũng khổ. Hoặc là điên có nó sổ tượng xuống đổ cũng tan tượng Chúa ra. Chúng tôi cứ đứng dưới khâu khấn, xin Chúa gìn giữ anh, mà xin Chúa gìn giữ Chúa luôn. Bức tượng nó Chúa rất là quý. Nó quý không phải ở cái giá trị đồng tiền, nhưng mà ở cái sự thiêng liêng, sự thánh thiêng bức tượng. Bao nhiêu ngàn người, cả 3 năm trời, mưa, nắng, Chúa vẫn cứ đứng sừng sững. Mà một chỗ đó thôi, không di chuyển từ hồi tôi về đặt từ đó. Mới đầu là cái gỗ, rồi lấy cái dây cột lại, anh em còn nhớ. Rồi sau đó thì lấy xi măng kê lên, rồi cũng lấy dây kẽm cột lại. Cứ hết đợt này đợt khác, nhưng mà Chúa vẫn đứng ở đó, kiên vững sóng gió, thử thách ma quỷ quấy phá. Thì cứ đứng đó gọi. Sau tôi gọi bên anh em công an đến, anh trưởng công an đến, bảo giờ linh mục hợp tác với chúng tôi. Nhà linh mục là anh linh mục dụ cho nó cầm, linh mục cầm được tay anh ta để anh ta không té. Thì tôi đến tôi giữ anh lại được chưa. Còn thấy công an không dám mặc đồ công an, mặc thường phục thôi. Vì thấy công an là anh ta hoảng, anh ta nhảy xuống chết. Mình công an cũng tốt, đến bảo vì chúng tôi mặc thường phục. Họ có cái roi điện để dí cho anh trai. Mà bây giờ chúng tôi mà làm mạnh thì người ta sẽ hoảng. Thì bây giờ linh mục cứ chịu khó lại từ từ lại gần dụ nó. Nó cúi xuống, linh mục nắm được tay nó để giữ nó không có té đó, giữ tượng luôn đó. Thì là chúng tôi nhào vô. Chúng tôi cũng giống như mấy anh em như giáo dân quỳ cầu nguyện vậy. Nó cứ Long ơi con lên đây với ta, 11 giờ sáng đứng gọi Long con lên đây với ta, đứng trên mà cầu nguyện lại Chúa. Mà con mà nắm tay đó, nó xô con một cái, con tiêu đời con luôn rồi. Thì làm sao bây giờ, phải cứu Chúa thôi. Nên mình nói mấy anh em sẵn sàng nha, bảo rồi tôi còn sẵn sàng chắc cái lại. Nên mình cứ từ từ, cứ cầu vừa cầu nguyện vừa lại, nó cứ làm sao mà thật hòa hoãn nó. Vâng, để con đến, để cha đến, cha đến. Long, con lên đây với ta. Con lên đây với ta, Long. Mà cúi xuống cao quá không với tới, Chúa ơi.
đây là cúi xuống nó chưa tới, mình cứ cố gắng giả vờ để cho người ta phải cúi xuống để vừa cái tay mình nắm. Cứ mãi hồi con lên đây, bảo vâng vâng vâng, cứ vậy rồi người ta cúi xuống mãi cùng tôi nắm được cái tay anh ta, từ từ giữ chặt lấy, nắm được hai cái tay anh giữ chặt lấy, vâng con đây. Cái ký hiệu của mình là vâng con đây, là mấy anh em kia nó nhào tới á, với vâng con đây, rồi mấy anh em nhào tới nắm chặt anh ấy lại, là giữ anh ấy rồi mấy người vác thang lên đưa anh xuống. Chỉ sợ cứ đứng rùng Chúa, cứ lắm con ơi, Chúa cứ lắc lắc lư sợ gần chết luôn. Cái tượng đó thiền tới giờ thì người ta rời đi chỗ khác. Còn đối với tôi thì cái gì mà Chúa ngay từ đầu Chúa đứng chỗ nào, Chúa không cho rời đâu là không rời được. Phải trân trọng cái sự thiêng liêng đó, để Chúa đứng nhìn ra, và người ta từ bên ngoài người ta đến là nhìn thấy Chúa. Mục đích là như vậy. Chúa đứng ở cái chỗ cuối cùng, cái hàng rào hồi đó, Chúa nhìn ra ngoài. Và anh em ở giáo đường Tin Mừng, từ đầu ngõ, từ bãi rác ấy, đi vào là đều nhìn thấy hết. Họ từ xa, ngay cả ban đêm cũng vậy, tôi để điện sáng suốt ngày đêm luôn, thì họ đều có thể đến. Và cái hàng rào đó, dù là rào nhưng mà rào xong thôi, ta đứng ngoài ta quỳ cầu nguyện suốt cả đêm. Nhất là mình mà xỉn rồi xì ke ma túy, mấy cô gái làng chơi đi về ghé vô cầu nguyện, thế mới hay. Rồi có đêm mà gọi cha ra cho con xưng tội, mà xưng tội qua hàng rào 2 giờ sáng, bảo bây giờ con mới đi tù về, mẹ con bảo đến cha xưng tội rồi về nhà. Đến xưng tội qua hàng rào, Chú vẫn cứ đứng đó. Mình phải trân trọng cái giá trị thiêng liêng như vậy cơ. Thế thì nhờ ơn Chúa Thánh Thần thì mình mới thấy được quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa qua cái công trình mà bàn tay của con người làm nên. Trước tất cả những điều này thì Chúa Thánh Thần dẫn mình đến hãy ngợi khen Chúa tự tận đáy lòng của mình, và nhận ra rằng trong tất cả những gì chúng ta có, một hồng ân vô giá từ Thiên Chúa, và là dấu chỉ của tình yêu vô biên Ngài dành cho chúng ta. Tất cả những gì mình đang có phải nhận ra rằng đó là hồng ân từ lòng thương xót Thiên Chúa dành cho mình. Muốn như vậy thì phải có ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần. Có nhiều người có cái đó nhưng mà không nhận ra rằng đó là từ Thiên Chúa. Có khi họ lại hãnh diện cho rằng đó là bàn tay ta làm nên tất cả. Có nhiều hãnh diện lắm, họ cho rằng đó là do công trình của mình, bàn tay của mình. Vì thế thật là xúc phạm với Thiên Chúa khi mình làm cái gì và muốn ghi rằng là dấu ấn của mình, cái công trình mình này làm ra và để lại cái dấu ấn đó cho người để sau nhìn vào đó mà bảo rằng đó là dấu ấn của cha Long, dấu ấn của anh Khoa, dấu ấn của anh này. Cái đó là xúc phạm đến Thiên Chúa rồi. Cái dấu ấn nào của mình? Phải rằng qua cái đó người ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa, hồng ân của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, chứ phải dấu ấn của bàn tay con người khắc lên bia đá cái này tên này tên này tên nọ, và đó là dấu ấn của mình. Chết mình trở thành người là cướp công trình của Thiên Chúa, mình dám cướp công mà nhận đó là của mình, dấu ấn của mình, công trình của mình, rồi làm để sau mình có chết thì người ta nhìn nó, ta nhớ đến mình. Chết không có chứ. Vậy thì Chúa đến trước tòa Chúa sẽ nói mình sao, nhớ không? Con đã được người ta trả công cả rồi, hết rồi con ơi, không còn gì của con trên này nữa, trên này không có gì của con cả, con để hết mọi sự dưới đất rồi, chỗ này bia đá đi rải hết từ Nam chí Bắc, bao nhiêu bia đá ghi công lanh của con ở dưới đó đâu thế nào trên này đâu, đâu chỗ con trên này đâu. Chết rồi, giờ sao giờ Chúa? Biết sao giờ con đã được trả công cả rồi, ta đã nói rồi mà, không phải ta không nói chứ. Thế nên chị em ơi, đi làm lòng Chúa thương xót, đừng bao giờ kể công kể lanh. Chết đấy, uổng lắm. Coi chừng dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Tại vì bao nhiêu công cán thì mình lấy hết của Chúa rồi, kể công kể lanh rồi, thì cuối cùng đến trước tòa Chúa chỉ là dã tràng xe cát biển đông.
chẳng có công cán gì trước mặt Chúa hết. Tại vì mình đã lãnh công nơi người trần gian rồi, đã được bao nhiêu vỗ tay chào vòng hoa, vòng hoa rồi vỗ tay rồi là nhiệt liệt rồi, không xin lỗi chưa nói đến chuyện muôn đời cảm tạ, chết luôn. Cho nên mình phải cảm tạ Chúa về việc này, ơn hiểu biết giúp chúng ta hòa hợp cách sâu xa với đấng tạo hóa và làm cho chúng ta được tham dự vào sự trong sáng của cái nhìn và phán đoán của Ngài. Và chính theo quan điểm này mà chúng ta có thể hiểu được tại sao người nam và người nữ là tột đỉnh của việc tạo dựng, như việc thể hiện kế hoạch yêu thương và được in dấu trong mỗi người chúng ta và làm cho chúng ta nhận ra nhau là anh chị em với nhau vì chúng ta cùng một đấng tạo dựng, cùng một cha trên trời. Chứ nói mình phải yêu thương người khác, lấy gì yêu thương họ? Cái căn bản là vì ơn hiểu biết cho mình nhận ra rằng là chúng ta đều là con của cha trên trời. Vì thế mình là anh em với nhau, mình đều được một đấng tạo dựng nên. Cho dù mình là Do Thái, Hy Lạp, nô lệ hay tự do, cho dù mình là tôn giáo này, tôn giáo nọ, tôn giáo kia, cho dù mình có nhận hay không nhận thì mình vẫn là người được Thiên Chúa dựng nên. Cho nên tất cả điều này là nguồn gốc của sự thanh thản và bình an. Nhìn thấy vũ trụ, nhìn thấy vạn vật, mình thấy tâm hồn mình thanh thản, bình an. Tôi thích đi du lịch là vì như vậy, thích được ngắm những thắng cảnh. Còn đi du lịch mà đến những khu vui chơi, tôi thấy nó ồn ào, thấy nó toàn là con người vẽ ra, con người tạo nên thôi, những khu vui chơi. Còn mình lên những cái núi non rồi suối rồi mỗi cái mà khung cảnh thiên nhiên thì không phải do con người dựng nên mà đó là bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có là một chứng nhân hân hoan vì những gì mình thấy được, như là Thánh Phanxicô, Thánh Assisi và nhiều vị thánh đã có thể hát lên và ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa qua việc chiêm ngưỡng thụ tạo. Cho nên Thánh Phanxicô Assisi có bài ca mặt trời. Cho nên ơn hiểu biết giúp chúng ta tránh rơi vào một số thái độ hoặc là quá đáng hoặc là sai lầm, có hai cái. Nhờ ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần mà mình tránh được hai cái này, một là quá đáng, hay là sai lầm. Thứ nhất, nguy cơ coi mình là chủ nhân của tạo vật, chủ tể vũ trụ, mà đó là cái cám dỗ muôn thuở của những người làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch, luôn luôn muốn thống trị cái thế giới này. Chúng ta biết bao nhiêu nhân vật trong lịch sử đã làm cho biết bao nhiêu con người phải chết, phải đau khổ, gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh vì chỉ muốn bá chủ vũ trụ, muốn thống trị cái thế giới này, đem quân đi đánh hết nước này đến nước kia, gây nên biết bao nhiêu đau khổ, biển lửa, biển máu, biển người, xác chết. Thì những người mà càng cao danh vọng bao nhiêu thì cái danh vọng đó được xếp trên những xác của bao nhiêu con người, bao nhiêu người lính đã nằm xuống, bao nhiêu xác chết đã nằm xuống để cho ông tướng được vinh danh, có đúng không? Cho nên tạo vật không phải là một tài sản mà chúng ta có thể cai quản theo ý mình, hoặc thậm chí ít hơn chỉ là tài sản của một số ít người. Người ta nói rằng cái tài sản của thế giới này một nửa nằm trong bàn tay của có 5-6 con người thôi. Cứ cả bao nhiêu tỷ tỷ đô la, chỉ chừng chục người thì nắm hết một nửa tài sản của cả thế giới. Còn bao nhiêu tỷ con người chia nhau một nửa còn lại. Hãy nhớ rằng tạo vật là một hồng ân, là một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Thiên Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta làm chủ nó khác. Để chúng ta, Chúa ban cho chúng ta để làm gì? Để mình chăm sóc và sử dụng nó vì lợi ích cho tất cả mọi người, chứ không phải lợi ích cho cá nhân mình. Chúng ta chăm sóc, chúng ta sử dụng tạo vật vì lợi ích cho tất cả mọi người, luôn luôn với sự tôn trọng và lòng biết ơn. Hai điểm: tôn trọng tạo vật, mình sử dụng nó chứ mình không làm chủ nó. Mình sử dụng nó để đem lại lợi ích cho tất cả mọi người vì Thiên Chúa ban cho mình. Và vì Thiên Chúa ban cho mình, cho nên mình đón nhận, mình sử dụng nó với lòng biết ơn, tôn trọng và biết ơn. Đừng cho rằng mình làm chủ cái vũ trụ này. Có nhiều người Chúa ban cho, có khi đang làm nông dân hay có khi đang là người thường thôi, mà cái đất đó được mở đường, rồi mình mua lại, rồi tự nhiên đang từ 1 lên đến gấp 100 lần, rồi biến thành tỷ phú trong một đêm thôi. Hoặc có những người thì kinh doanh địa ốc rồi phát đạt lên, mua hết đất này đến đất kia, cũng tốt thôi. Chúa ban cho mình có đầu óc mà. Nhưng mà nó kẹt ở cái chỗ là khi mình có như vậy thì mình bỗng nghĩ rằng mình là bá chủ, là chủ nhân ông. Và cái thái độ của mình biến thành một ông chủ trịch thượng, hãnh diện, rồi kiêu ngạo, rồi kiêu căng, rồi đi đâu cũng hoanh hoang, khoe rằng mình có được cơ ngơi này, có được cơ ngơi nọ, cơ ngơi kia. Thì cũng khoe thì cứ khoe, nhưng mà tôi làm bài toán thử. Bài toán thử để biết rằng họ có nhận rằng Thiên Chúa là chủ và có biết tôn trọng và tạ ơn hay không. Mời họ gọi của dư của đẻ đó, chia sẻ cho người nghèo, làm việc bác ái, biết liền, thử cái là biết liền họ có sử dụng vì lợi ích của tất cả mọi người hay không, họ có ơn hiểu biết của Chúa Thần hay không. Thử cái biết liền, thưa chúng con còn khó khăn lắm, cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ mà vẫn còn khó khăn, thì những người khó khăn như chúng tôi, như anh chị em mình, thưa biết là sống sao đây. Đó, cái nguy cơ thứ nhất là như vậy. Cái nguy cơ thứ hai là mình cám dỗ, mình bị cám dỗ là ngừng lại ở tạo vật, như là nó có thể cung cấp câu trả lời cho tất cả những kỳ vọng của mình. Mới bảo rằng có tiền mua tiên cũng được, vì mình cho rằng là tạo vật này có thể cung cấp cho mình tất cả mọi nhu cầu, và mình dính vào với tạo vật. Đồng tiền liền với khúc ruột. Và Chúa nói, của cải ngươi ở đâu thì lòng trí ngươi ở đó. Các ngươi không thể làm tôi, Thiên Chúa và tiền của được. Và tiền của nó phải là một người nô lệ, người đầy tớ tốt, nhưng tiền của nó sẽ là ông chủ xấu, vì nó điều khiển mình. Cho nên mình bị cám dỗ dừng lại ở đó. Một là mình cho nên bá chủ vũ trụ, cái sai lầm thứ nhất. Cái thứ hai thì mình lại là trở thành nô lệ cho nó, cũng chết. Cho nên khi mình không biết chăm sóc tạo vật, bảo vệ món quà Thiên Chúa, và mình phải thưa với Chúa rằng ơn hiểu biết cho mình mở miệng ra và nói với Chúa rằng là con cảm tạ Chúa, con là người gìn giữ tạo vật, nhưng để cho nó tiến lên chứ không bao giờ hủy diệt cái món quà của Chúa. Đó phải là thái độ của chúng ta đối với tạo vật, gìn giữ nó, bởi vì nếu chúng ta hủy diệt tạo vật thì nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Biết bao nhiêu người bị là nạn nhân, nhất là những người dân nghèo khổ, nạn nhân của những cái sự hủy diệt tạo vật, phá rừng, phá núi, cứ thấy núi là phá, rồi lấy đó bán đá bán đất, rừng bao nhiêu cây, hãnh diện cưa xẻ rừng phá núi, rồi khi mà mưa xuống, nước nó không giữ lại được thì bao nhiêu cơn lũ nó đổ xuống.
rồi núi đó nó có chân thì mình đi cứ phá cái chân núi thì nó bị lở và nó đè sập biết bao nhiêu con người. Mình phá hủy vũ trụ, thiên nhiên thì chính thiên nhiên sẽ đòi lại sự công bằng. Mình hủy diệt vũ trụ thì cái tạo vật này nó sẽ hủy diệt mình. Cho nên Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Còn con người chúng ta thì đôi khi tha thứ, mà tạo vật thì không bao giờ tha thứ. Nếu chúng ta không bảo vệ nó thì nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Con người thì đôi khi tha thứ, còn tạo vật thì không bao giờ tha thứ. Mình hủy diệt nó thì nó sẽ hủy diệt mình. Mình không bảo vệ nó thì nó sẽ tiêu diệt mình. Cho nên ngày hôm nay, ngày thứ bảy trong tuần Kiều Nhật Kính Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng suy niệm với Đức Thánh Cha về ơn hiểu biết, khẩn nài xin Chúa Thánh Thần ban cho mình ơn hiểu biết để hiểu rằng tạo vật là món quà đẹp nhất của Thiên Chúa. Ngài đã làm tất cả những tạo vật tốt đẹp này cho tạo vật tốt đẹp nhất là cho chính con người chúng ta. Con người là một tạo vật tốt đẹp nhất. Hãy biết trân trọng chính mình và biết trân trọng những gì mà Thiên Chúa tạo dựng nên để luôn luôn trân trọng và biết ơn. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Cả giáo sư của chúng ta xin dâng mẹ cả thành đô cùng quê hương nước Việt. Mọi người chăm lo cho quê hương, chung nhau vui buồn không than vãn gì, cùng nhau kết liên thân tình là con một nhà. Xin dâng cho mẹ trọn niềm tin phó thác cho mẹ, xin dâng cho mẹ trọn tình con nên yêu mẹ nhiều. Xin dâng cho mẹ trọn niềm tin phó thác cho mẹ, xin dâng cho mẹ trọn tình con.